Thưa quý vị, được thành lập từ năm 2012, đến nay đã tròn 10 năm. Giải thưởng Tỏa Sáng Blue Trắng đã vinh danh nhiều y bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng. Dù trong hoàn cảnh nào, Dư Thiên Tần áo trắng vẫn luôn tận tâm, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dấn thân vào nghề đã tròn 40 năm tại trạm y tế, trong đó từ năm 1988, bắt đầu đảm nhận vai trò trưởng trạm y tế phường Bình Hiên. Y sĩ Nguyễn Quốc Dũng luôn nêu cao y đức, hết lòng với công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương. Hơn 2 năm qua, khi đại dịch Covid-19 ập đến, y sĩ Dũng đã cùng với các đồng nghiệp vững tin xông pha tuyến đầu. Với trách nhiệm của y tế chúng tôi thì toàn tâm thực hiện hết cái trách nhiệm của mình. Bởi vì chúng tôi ở đây làm việc hết giờ, hết việc chứ không phải là hết giờ. Do đó, nửa đêm nửa hôm bất kể lúc nào thì bệnh nhân cần, anh em chúng tôi cũng thực hiện hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân chu đáo. Y sĩ Dũng là một trong 20 y bác sĩ được xét chọn để vinh danh giải thưởng Tỏa Sáng Blue Trắng năm 2021. Công tác ở các đơn vị khác nhau và mỗi người một công việc chuyên môn sâu khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của họ là tất cả luôn tận tâm, hết lòng vì người bệnh. Hơn 2 năm qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, những chiến sĩ áo trắng luôn dũng cảm nơi tuyến đầu để ứng phó với Covid-19, điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm rồi cách ly, điều trị cho bệnh nhân Covid-19, cuồng quay công việc cứ thế tiếp diễn bất kể ngày đêm hay lễ Tết. Một ngày trực là mình phải theo dõi sát bệnh nhân đến 24 tiếng, không theo dõi, không nghỉ ngơi được phút giây nào. Thậm chí có một ngày mà có bệnh nhân trở nặng đó, mình phải vào và tắm, vào thay đồ và theo dõi chăm sóc bệnh nhân 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, 5 lần như vậy cho một ngày là cao nhất. Là một ngày mình phải tắm tới 5 lần luôn. Thì đó, có ngày ở trong phòng bệnh nhiều, thậm chí là ở tới 10 tiếng. Ở trong 10 tiếng trong bộ đồ bảo hộ thì mọi người biết rồi. Mình ra là gần như mồ hôi ướt sũng, gần như không có chỗ nào là không ướt vì mồ hôi cả. Được thành lập vào năm 2012, giải thưởng Tỏa Sáng Blue Trắng là giải thưởng riêng của Đà Nẵng, được trao định kỳ hàng năm cho những cá nhân trong các đơn vị y tế công lập thành phố trực tiếp khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và có thành tích xuất sắc tiêu biểu về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Mỗi năm, có 20 y bác sĩ được vinh danh giải thưởng Tỏa Sáng Blue Trắng, song trên thực tế hàng ngàn thiên thần áo trắng khác vẫn đang ngày đêm hết lòng vì người bệnh.